Ý, cô bé khác hẳn đây này. Bữa nay nhìn trang trọng quá. Đã đến rồi, rêu sạch một ngàn hoa xuân đời. Cuối trong bình minh, muôn loài chim cất tiếng ca mọi nơi. Thưa quý vị, đó chính là không khí mà chúng tôi đã chờ đợi. Một không khí rất xuân và Tết. Cảm ơn bạn. Cảm ơn mọi người. Thôi thì mình chả phải chào hỏi nhiều nữa, bởi vì chúng mình quá biết nhau rồi. Dạ. Quý vị khán giả cũng đã biết Lê Dương Bảo Lâm rồi. Dạ. Nhưng đến với chương trình Giác Quan thứ 6 thì nó khác với những chương trình khác, là vận động này, kiến thức này, thì chương trình này cần tới trực giác. Và bạn có phải là một người có trực giác nhạy bén hay không? Dạ có, em có đầy đủ hết trơn hết rồi. Ngày hôm nay thì với một đứa bạn và một đứa em thì tin chắc sẽ hỗ trợ anh Lâm thật là nhiều. Dạ. Nhìn cái mặt anh sợ quá, không hỗ trợ chắc không được đâu. Có vẻ như một lời gửi gắm đầy dọa nạt đấy. Yeah. Gây áp lực đấy, gửi gắm nhưng gây áp lực. Tôi đoán chắc là ở bên trong này là một bách hóa tổng hợp, đúng không? Cái IQ em ghê lắm. Vậy thì hôm nay hãy cùng xem cái IQ đó có phát huy được tác dụng hay không. Xin được mời Lê Dương Bảo Lâm về vị trí. Chúng ta cùng đến với chương trình Giác Quan thứ 6. Đây là một chương trình dành cho những người chơi đến để vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Những vòng thi này liên quan tới việc lựa chọn công việc tương ứng với những vị khách mời. Và chúng tôi có 5 gói tiền thưởng tương ứng với 5 vòng 1, 2, 3, 4 và 5 với các mốc tiền thưởng 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu sẽ được sắp xếp theo một quy luật hoàn toàn không thể biết trước. Trước khi mà chúng ta đến với những công việc của 6 khách mời hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ, những người đã dành thời gian để đến với chương trình trong những ngày cận Tết này. Xin mời. Nhìn thoáng qua nhé, 6 khách mời này thì Lê Dương Bảo Lâm hãy đoán xem là họ có thể sẽ làm những công việc gì thì sẽ phù hợp. Số 1 mặc hơi cọc nha em ơi. Số 1 vẫn còn đang đi chơi mùa đông chưa qua được mùa xuân. Đúng rồi. Số 2 y chang em và bạn thân em hay sao kìa. Số 2 đúng rồi, số 2. Số 3 chắc làm văn phòng. Số 4 thì tư vấn về đất nền. Là làm bên cửa hàng lương thực thực phẩm. Dạ, số 5 thì tướng đẹp á, chắc làm PT hay là dancer đó, thấy mấy sợi dây mà ngay quần đó, em phong cách. Còn số 6. Số 6 cái tiểu thương bán đồ đâu ngoài chợ ăn đông hay đâu đó. Đúng hết rồi, chúc mừng chương trình. Rồi, chúc mừng. Nào thế con Puka, em đoán là sẽ có những công việc gì ở đây với 6 khách mời? Sao nhìn số 3 cứ giống anh diễn viên Anh Đức ạ? Em nhìn thấy ai anh cũng thấy giống anh Đức thì sao ấy. Chúng ta sẽ cùng đến với 6 nghề nghiệp tương ứng với 6 vị khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta có ca sĩ nhạc cổ điển, có múa lửa. Này, cái này tôi thấy là hình như là cũng là chuyên môn của Lê Dương Bảo Lâm đấy nhá. Vậy là hồi nó chọn cái này anh lên múa nên làm nút vàng YouTube. À, tôi thấy rồi. Vũ công popping, cứu hộ chó mèo và bác sĩ nha khoa. Đó chính là 6 công việc của 6 khách mời. Và trước khi đến vòng 1, tôi xin được nhắc với người chơi, bạn sẽ có 3 trợ giúp. Đó là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút, hỏi những câu hỏi thật thông minh nhưng không được trực diện. Vì nếu như câu hỏi trực diện và làm lộ thân phận của khách mời, họ có quyền không trả lời. Trợ giúp thứ hai đó là loại bỏ những người không cùng với công việc mà bạn đã chọn. Trợ giúp cuối cùng đó chính là ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng nếu như bạn đã chắc chắn với lựa chọn của mình. Để cho mọi người còn hiểu rõ hơn về 6 khách mời này, chúng tôi xin được mời các bạn sẽ lần lượt tự giới thiệu về mình. Đầu tiên đó là số 1. Xin chào, mình là Phương Uyên. Các bạn có thể hình dung con người của mình qua 3 từ: khéo léo, hoạt bát và tình cảm. Sở thích cuối tuần của mình là đi cắm trại và leo núi. Hãy cùng đón xem mình là ai nhé. Một phần giới thiệu rất tự tin. Số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thái Hòa. Mình là một người rất nhạy cảm và có thể đoán tâm lý người khác khá là dễ dàng. Trong những lúc rảnh rỗi thì mình thường lấy xe máy đi một mình để ngắm cảnh, hoặc có thể ngồi ở một quán cà phê nào đó để đọc sách, để ngẫm nghĩ về cuộc đời. Các bạn hãy cùng đón xem mình làm nghề gì. Bảo sao nhìn bạn nó có cảm giác như lúc nào trong tình trạng là đang nghĩ cái gì. Lúc nào cũng cảm giác là đang sống với một thứ gì đó đang ở ngoài kia chứ không phải ở trước mặt. Cái giọng hơi trầm buồn nhanh nha. Tết xuân về rồi, vui tươi lên nào. Không cười luôn kìa. Mà số 1, số 2 cái giọng hay quá. Giọng hay. Yeah. Nào hãy cùng xem số 3. Xin
Xin chào các bạn, mình tên là Tuấn Anh. Mình đã lập gia đình. Sở thích của mình là nghiên cứu về các đồ điện tử, công nghệ và đặc biệt là ô tô. Các bạn hãy đoán xem mình làm công việc gì nhé. Số 4 mới thú vị đây, xin mời. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mình là Uyên Như. Mình được mọi người nhận xét là một người đa sầu đa cảm, nhưng mình luôn lạc quan với mọi vấn đề. Sở thích của mình là ăn uống và mong muốn được nếm tất cả các món ăn trên thế giới này. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Dễ thương. Còn bây giờ sẽ là số 5. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Tuấn. Và sở thích của mình là nghe nhạc và xem phim. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Rất thần thái đi nha. Bây giờ sẽ là số 6. Mình tên là Hoàng Nam. Sở thích của mình là chơi các bộ môn vận động, ví dụ như là cầu lông và bóng đá. Và màu sắc yêu thích của mình là màu trắng và màu đen. Mình mong là người chơi sẽ dựa vào các giác quan của mình để đoán xem mình làm nghề gì nhé. Yeah. Và trước khi đến với vòng 1 cũng như lựa chọn của người chơi, chúng tôi xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng 1 của chương trình được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Bây giờ là lúc mà Lê Dương Bảo Lâm sẽ lựa chọn gói tiền thưởng mà mình có thể sẽ nhận được khi vượt qua vòng 1. 1, 2, 3, 4, 5, bạn muốn lựa chọn? Em chọn số 2. Số 2. Số tiền là bao nhiêu chúng ta sẽ biết khi mà bạn đã đưa ra lựa chọn của mình và biết kết quả là đúng hay sai ở vòng này. Còn bây giờ, bạn sẽ lựa chọn một trong 6 công việc để lựa chọn khách mời tương ứng. Em chọn nghề bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Bây giờ, theo bạn, khách mời nào sẽ tương ứng với cái nghề này? Bây giờ trước mặt em làm bác sĩ nha khoa, thứ nhất là tính về cái tuổi là chỉ có anh số 3 và chị số 4. Có được kêu người ta nhe hàm răng ở đường không anh? Kêu người ta nhe hàm răng ở đường không anh? Tôi rất là mong anh chị số 3 và số 4 là có thể cười một cái cho mọi người cười được nhìn nào. Thấy cười. Số 3 anh cười. Cười hay răng? Rồi Buka, em tư vấn giùm anh đi. Theo như kinh nghiệm vốn sống của em có, vâng, thì nếu đã gọi là bác sĩ thì chắc chắn là phải lớn tuổi. Đúng. Em nhìn lên đó thì em thấy anh Đức của em. Đúng. Anh số 3 đó có vẻ là bác sĩ nha khoa. Đúng. Nhưng mà ai quy định bác sĩ nha khoa phải là người lớn tuổi, đúng không? Những người vừa ra trường tốt nghiệp và người ta làm cái công việc bác sĩ thì người ta vẫn gọi bác sĩ, chứ ai gọi là chú sĩ hay cô sĩ đâu. Cái đó là y tá. Cái đó là y tá em. Không, y tá thì người ta học chuyên ngành về y tá. Em có vô làm răng không? Y tá là vô khi mình làm răng là chỉ đưa mình cái ly ngồi súc miệng thôi, không được làm gì hết. Cái vấn đề là mọi người chưa làm bác sĩ nha khoa, trẻ tuổi mọi người chưa biết. À, chứ không phải là người ta học bác sĩ là người ta phải lớn người ta mới học được. Cái này thì anh hoàn toàn ủng hộ Quang Trung, bởi vì anh hàng năm thì đi kiểm tra răng 1 đến 2 lần. Thì anh cũng đã gặp rất nhiều các bạn sĩ trẻ mà là nữ, là lấy cao răng cho mình này, rồi kiểm tra các chỗ sâu cho mình này, hoặc là hàn cho mình này. Dạ. Thì đều là những bác sĩ trẻ. Dạ đúng rồi, chị y tá là khác nữa anh. À, em nghĩ là có khả năng là anh số 2 nữa. Bên cạnh anh số 3 thì anh số 2 cũng rất có khả năng. Không, số 2 thấy cái giọng rất là trầm ấm. Buồn, mặt buồn quá. Mặt rất là buồn, mà mở nha khoa ra mà mặt quạo như vậy là không có khách. Em chọn anh số 3 là bác sĩ nha khoa. Hãy bấm chuông nếu như em đã chốt. C. C. Đại C. Bằng những phân tích liên quan tới nhận thức của mình thì Puka và Lê Dương Bảo Lâm có đúng hay không ở vòng 1? Xin mời. Chính xác. Hay quá Puka, làm sao có thể mà qua mắt được anh em nhà ta. Múa rìu cũng thợ. Ba hàm răng sứ nè. Trời ơi, ba hàm rồi đó anh. À, ba hàm rồi à? Dạ. Tại sao làm thế nào mà lần ba lần mới được? Tại vì em làm theo trend. Có nghĩa là năm 2007 nó ra kiểu con thỏ. Răng thỏ, đúng thì rồi. Em làm con thỏ. Rồi. Nó ra kiểu răng cá tính thì em làm kiểu răng cá tính. Cái bộ đây là bộ gì đây? Ở đây cái răng nhu mì. Tại vì mặt em dữ rồi em phải làm bộ răng nhu mì cho nó cân bằng lại. Cái mặt nó hiền lại. Vẫn không thấy hiền. Cười luôn. Cười cho có nét nhu mì coi. Ha ha ha.
Và bây giờ là lúc chúng ta hãy cùng xem là gói tiền thưởng số 2 bao nhiêu tiền. Yeah. Xin mời. 1 triệu. Trời ơi. Vâng, như vậy là Lê Sương Bảo Lâm đã có số tiền 1 triệu đồng. Có đâu mà anh, thấp nhất thôi mà. Chúng tôi xin được mời khách mời ở vị trí số 3 thì lên phía trên ạ. Xin được cảm ơn anh đã đến với chương trình. Anh có nghĩ là mình bị đoán nhanh và sớm như thế này không trong công việc của mình? Mình cũng không ngờ là Lê Dương Bảo Lâm lại có thể đoán mình nhanh như vậy. Chắc là có kinh nghiệm đi làm nha khoa nhiều rồi. Thực ra mà nói là đúng là nếu mà cái tướng đạo mạo mà chỉ cần tưởng tượng là mặc cái áo blue trắng vào ấy, thì trông anh là có cái dáng nhất. Tất nhiên chúng ta không thể nhìn mặt nắm bắt hình dong được tất cả mọi người. Nhưng mà cái cách mà anh đứng thì cũng đã phần nào đã nói lên rồi. Cảm ơn anh, chúc anh sẽ có thật nhiều khách hàng và anh sẽ mang tới nhiều hàm răng đẹp cho những khách hàng của mình. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Chúng ta cùng đến với vòng thứ 2 được mang tên Cảm quan. Lê Dương Bảo Lâm lúc này đang có số tiền thưởng là 1 triệu. Bạn đã đúng ở vòng đầu tiên nhưng hơi tiếc tiền thưởng thì hơi ít. Yeah. Nên bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn các gói tiền thưởng tiếp theo. Nhưng yên tâm, nhỏ nhất đã có rồi. Dạ. Thì bây giờ sẽ là 5 triệu trở lên. 5 triệu lên. Số 6. Hello. Số... Làm gì có số 6? Cái bé Trung này. Cái này là em number one số 5 nha. Số 5. Bé Hoàng Trung này. Như vậy là số 5. 5. Và chúng ta cùng gặp lại những vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta đang còn lại số 1, số 2, số 4, 5 và 6. Bạn sẽ lựa chọn công việc gì trước khi lựa chọn khách mời? Em xin chọn vũ công popping. Vũ công popping. Trong vàng 5 bạn ở đây, cái dáng mà để ra dân nhảy nhất là cái bạn số 6. Đúng rồi. Yes. Thân hình mảnh mai, cộng với cái đầu tóc mà vàng vàng thì những anh mà hay nhảy cái đầu rất là chất, đồ tay chân đồ đó, đeo cái vòng ngay tay phải không? Mà cái phong cách mặc đồ cũng vậy luôn, ở trong là áo trắng, ở ngoài là áo khoác để cho dễ cử động đồ. Và em nghĩ anh số 6 là vũ công Bob Binh. Puka, lần này bạn có đồng quan điểm với Lê Dương Bảo Lâm không? Tụi em cùng thời cùng lứa. Và tụi em cùng suy nghĩ. Hay quá em ơi. Trung. Em cùng em số 6. Cái anh số 6 này em cảm giác là dễ nhìn nhất. Bạn có 3 quyền trợ giúp chỉ được đúng rồi, sử dụng đi anh. Trước vòng 3 bạn muốn sử dụng quyền nào không? Loại đi, loại nửa đi. Loại nửa. Loại một nửa hả? 50-50. Em loại một nửa. Như vậy là loại đi những khách mời không làm nghề vũ công popping. Số 2 và số 4. Chỉ còn 1, 5 và 6. Dạ, vậy số 6 rồi. Vậy thì bạn bấm chuông để chốt. Chốt. Bây giờ kết quả. Chính xác. Yeah. Hay quá Bù Ca ơi. Thôi, anh nói gì mà không nói hả? Đúng là Tết đến xuân về, mùa xuân tới nên là son lắm. Dạ. Và vấn đề quan trọng nữa là nếu bạn không đặt ngôi sao may mắn thì bạn có tiếc hay không? Dạ không, còn nhiều dòng nữa mà. Vậy thì hãy cùng xem số tiền. Hay quá. Như vậy là chúng tôi xin được chúc mừng Lê Dương Bảo Lâm. Bạn có thêm 5 triệu nữa trong tiền thưởng của mình. Yeah. Trong quỹ tiền thưởng 6 triệu. Xin được mời khách mời số 6 tiến lên phía trên. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Bây giờ là lúc bạn hãy giới thiệu lại mình một lần nữa, kỹ hơn về công việc của mình, thời gian mình đã làm công việc này cho mọi người được biết. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu lại, tên mình là Hoàng Nam ha. Thì mình làm cái nghề này cũng được gọi là mình theo đuổi nó được 8 năm rồi. Thì cái nghề bộ môn popping này thì lúc trước á, thì sẽ không có nhiều người biết đến. Nói thẳng là rất là ít người biết, có khi là họ coi nó giống như là một cái trò hề hay là một cái siết gì đó. Họ không có coi trọng nó nhiều. Bắt đầu là từ năm 1975 trở đi, nghề đó mới bắt đầu là nó hình thành ra ở bên Mỹ. Là phong trào popping bắt đầu hình thành.
và nó mới du nhập qua nhiều nước khác nhau. Thì mình biết đến cái thể loại popping này là vào khi mà mình lúc đó là vào năm 2010, là mình coi mấy cái video trên YouTube thì thấy họ nhảy mấy cái đường sóng đồ, đi robot đồ, thấy hay nhưng mà mình không biết đó là gì. Thì mình mới lên mạng search, mình tìm hiểu, mà thời đó kiến thức này nọ người ta không có rõ ràng thì mình phải tự tìm thầy học. Thì sau đó là mình mới biết là popping là nó là mình sử dụng cơ bắp trên người mình kiểm soát các nhánh cơ người bằng não bộ mình truyền xuống, cái đó người ta gọi là pop. Rất nhiều môn nghệ thuật trên thế giới chúng ta có thể biết, nhưng để chuyên sâu nó, để biến nó trở thành một nghề, chúng ta luôn luôn cần phải tìm hiểu, và đặc biệt là cơ bản. Tất cả mọi nghề trong cuộc sống, đặc biệt là nghệ thuật, chúng ta phải biết cơ bản, bởi vì từ cơ bản chúng ta mới có thể biến tấu nó trở thành một cái gì đó riêng hoặc là khác biệt. Popping ở Việt Nam sẽ cần những người như em để có thể tạo ra những nền tảng trong tương lai cho các bạn trẻ, những người mê popping giống như em.